rất là to các bạn. Có cá rồi các bạn. Vẻ to đấy. Các bạn đã nhìn được cá. Cái Herrick này, cái lưỡi nó sẽ gắn ở phía cái mép của con cá, gỡ ra cũng rất là dễ thôi. Cá rất là to các bạn. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, thích và subscribe, đăng ký để ủng hộ Eztechclass nha. Cảm ơn các bạn nhiều.